Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì rất là vui khi mà thông báo với các bạn rằng mình sẽ chính thức có một kênh YouTube riêng mang tên là Dương Dê. Thực ra là mình cũng đã có ý định mở một kênh YouTube riêng từ rất là lâu rồi. Thế tuy nhiên là cái thời gian nó không cho phép mình có thể mở một kênh YouTube riêng được. Thế tuy nhiên bây giờ cái thời điểm này là cái thời điểm mà mình cũng tương đối thoải mái về mặt thời gian, nên là mình mở cái kênh YouTube riêng này ra để mà có thể ngồi đây mà giao lưu, tương tác và trao đổi với cả các bạn. Như các bạn đã biết thì mình có tương đối nhiều những cái niềm đam mê cũng như là sở thích. Ví dụ như là đam mê thì mình có là đam mê công nghệ này. Đam mê công nghệ thì mình hiện tại có kênh YouTube Mobile City với cả kênh Cộng Review. Đó là hai cái kênh YouTube mà mình làm về công nghệ. Thứ hai nữa là mình rất là đam mê về đồng hồ. Đồng hồ thì mình có kênh X Channel. Sau này mình cũng sẽ có thêm một kênh đồng hồ riêng nữa của riêng mình. Là làm về đồng hồ, đấy là niềm đam mê thứ hai của mình. Và cái niềm đam mê thứ ba của mình đấy chính là về xe. Xe ở đây thì là xe phân khối lớn cũng như là xe ô tô. Ngoài ra nữa thì mình có một cái niềm đam mê khác. Cái này gọi là niềm đam mê thì nó hơi quá, gọi chính xác hơn thì nó là sở thích. Thì là mình cực kỳ có sở thích đi xem phim, ăn uống và đi du lịch. Đó, quan trọng nhất ý là mình quan điểm như này, sau mỗi giờ làm việc, ví dụ như mình làm video về đồng hồ hay là về xe hay là về công nghệ, thì mình cần có những thời gian để mình giải trí. Ví dụ như là mình giải trí theo kiểu là đi xem phim hay đi du lịch hay đi ăn uống chẳng hạn, thì đó là những cái nhu cầu giải trí ở bên ngoài công nghệ. Và mình nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà rất cần thiết, không chỉ đối với mình mà đối với cả rất nhiều bạn khác. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào công việc mà chúng ta không để ý là ở bên ngoài còn rất là nhiều những cái thứ khác khiến cho chúng ta có thể thoải mái được, đúng không nào? Chính vì thế nên là mình mở cái kênh YouTube riêng này. Đầu tiên là để phục vụ cho niềm đam mê của mình đã, phục vụ cho niềm đam mê của mình và phục vụ những bạn nào mà có cùng những sở thích đam mê với mình, ví dụ như là cùng sở thích về công nghệ, cùng sở thích về đồng hồ hay là cùng sở thích về xe đối với cả mình. Ngoài ra nữa thì mình mở cái kênh này thì cũng để review cho các bạn về những cái bộ phim đấy. Mình rất là muốn đi xem những bộ phim mới và muốn đánh giá những bộ phim đó cho các bạn, ví dụ như là phim này nó có hay hay không, ưu điểm của phim này là gì, nhược điểm của phim này là gì và nó có đáng để cho các bạn đi xem hay không. Đấy, tiếp theo nữa là mình thì thích ăn uống nên là thi thoảng là mình cũng sẽ đi ra ngoài mình xem là có những cái quán nào mà mình cảm thấy rằng là quán này nó ngon, đấy thì mình cũng sẽ review lại cho các bạn. Rồi là như vừa rồi chẳng hạn, mình có đi du lịch ở Phú Quốc hoặc là đi du lịch ở một số nơi như là Hạ Long, Sapa, Cát Bà vân vân, thì mình cũng muốn để lại cho các bạn những cái trải nghiệm khi mình đến những vùng đất mới đó. Và rất là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cái kênh YouTube này của mình. Những cái video đầu tiên của mình ý, thì có thể là những video liên quan tới công nghệ, cũng có thể là những video không liên quan gì tới công nghệ. Tuy nhiên là mình đang có một cái hứng thú, đó là vào ngày 21 tháng 9 này, đó là sẽ có cái bộ phim của An Huy với cả Kiều Minh Tuấn. Và mình thực sự là hứng thú muốn xem là cái bộ phim này nó như nào, mà họ phải PR trước cái bộ phim này nó quá nhiều như vậy và báo chí nói rầm rộ về bộ phim này như vậy. Thực chất là mình không thích xem cái bộ phim này đâu, nhưng mà mình chỉ hóng thôi và theo kiểu là tò mò không biết là bộ phim này nó như nào. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình cũng rất là thích xem cái bộ phim của Mr. Bean, một bộ phim hài cũng khởi chiếu vào trong ngày 21 này, và hy vọng là mình sẽ có những trải nghiệm để đánh giá cho các bạn. Và nếu mà các bạn có bất kỳ những đóng góp nào cho cái kênh riêng này của mình, cũng như có bất kỳ những cái đóng góp nào cho mình về những cái nội dung chủ đề sắp tới các bạn muốn mình làm cái gì, thì các bạn có thể để lại cái comment ở phía dưới video này nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.